giỏi dữ. Ngồi ngồi đấy. Đi mời uống nước em. Ừ. Rồi, cảm ơn khoe nha. Nước uống nước. Cảm ơn khoe nha. Khoe thích đi một vòng chơi. Hello, chào cả nhà. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Tự Danh. Mình là Phạm Sĩ Dũng. Tuy là cái tên Tin Nóng Tự Danh vậy, nhưng mà nó là cái kênh mà chuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, làm cầu nối giữa các mạnh thường quân đến với các hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Và hôm nay xin Dũng ghé thăm nhà em Khoe, vừa hỏi thăm xem từ sau thời gian em vào nhà mới có thay đổi về sức khỏe như thế nào không. Đồng thời trao số tiền ủng hộ của một Việt kiều bên Mỹ, đó là chị Anna Trương, gửi về cho em Khoe. À, sau đây mời mọi người cùng vào thăm em Khoe nhé. Chào cô Bảy. Trời mới không mắt không được sáng. Nhìn sáng à? Ừ. Ồ, dạ hả? Quá. Cô khỏe không? Dạ. Bác không còn khỏe. Dạ. Mắt bác mấy mấy lên nó mờ đó chứ. Dạ. Trời ơi, tôi dòm từ đó mút qua đây đâu biết ai tao. Dạ hả? Ừ. Nó phải. Dạ. Khoe sao đời này mấy hôm khoe sao? Khoe cũng vậy. Hả? Cũng vậy. Không nghe nói cũng ổn rồi. Cũng khỏe rồi. Dạ. Bác Bảy. Mới xong vậy đó cháu. Dạ. Không thấy, không thấy dáng mới đến. Hình như thấy hình như cởi đồ đóng được kìa. Dạ. Không chân giỏng hả? Xé chứ à. Cái giỏng 75 ngày, 12 ngày rồi xong. Hả? Ừ, bác có nói giúp. Đá, đá, buồn đạp, buồn cái đó. Cửa nẻo đạp rồi chứ hả? Nhà trời ơi đạp thấy không? Cửa này làm mấy cái lấy cái giạc cửa này mà đạp không nổ rồi đạp bay luôn kìa. Ừ. Trời. Không muốn hỏi bác Bảy nghe này, khoe dạo này nghe bác trai nói là khoe dạo này ổn rồi. Ừ thì có những lúc vậy lúc khác. Vậy khác ha. Giờ khác đúng không? Dạ. Con nghe nó ổn rồi con mừng rồi đây. Ủa hồi xưa ai đóng cái ai đóng cái đinh để mà gắn đồng hồ trên nó vậy bác Bảy? Vậy rồi bác dẹp rồi đó. Thì đúng rồi, đợt đó con nói bác dẹp rồi đó, nhưng mà ý nói là hồi đóng vậy. Ờ hả? Hỏi ai đóng á? Rồi. Anh Khoe qua ơi. Thăm anh qua thăm nè, mặc đồ vô đi. Anh qua thăm đâu có mặc đồ như Dũng qua thăm nè. Khoe. Chơi gì kỳ quá. Trời ơi, thưa cả nhà thấy Khoe không chịu mặc đồ nè. Khoe ơi. Mặc đồ vô cô nương ơi. Bác Bảy lấy đồ mặc cho Khoe coi. Hello, mắc cười kìa. Lâu ngày quá. Ồ, ở nhà sạch sẽ dữ chưa. Lấy đồ vô mặc vô cái kem mới cười kia người ta cười. Nè, ra đây nè, lấy đồ nè. Nè. Vô uống được mà. Dạ. Thì bác vô uống được hả? Không quấn à? Trời ơi. À. Cười kìa. Tại đó nói vậy. Khoe, Khoe. Nè, nè, đó nè, Dũng nè, Dũng nè. Có mấy chị mà anh tới thăm mà con. Bọn đồ mới ở đó. Rồi, lấy đồ mặc vô. Đó, trời ơi, nghe nói vậy lấy đồ mặc vô liền. Đây ngoài này ngồi chơi nghe. Dạ, ngồi chơi với Dũng hả? Đang ngồi, hả? Đang ngồi chơi ha. Hê, đi. Đi ra chơi. Hả? Đi ra ngồi chơi. Coi anh đây lo gì? Nè, này, Khoe à. Chào con nương, tắm hồng. Cười. Này, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy đi. Xin chào, xin chào. Có ca sĩ Ngô Ân vô thăm mẹ. Khoe ơi. Khoe. Bây giờ hết biết luôn à. Nhớ ai không? Nhớ ai không? Biết ai không? Hả? Khoe nhớ ai không? Biết ai đấy không? Khoe? Có nhận ra ai không? Nhận ra không? Anh gì? Anh gì nói nghe coi nào? Hả? Anh gì? Thôi đi ra ngoài đó giọng ngồi chơi đi. Đi ra ngoài đó ngồi cho mắt. Hả? Hả? Bán đến đâu? Coi anh đi. Đi, đi, đi. Đi, đó, thấy không? Đi, đi, đi. Bán cái dòng mất tiêu đâu có đâu nữa coi. Bán rồi hả? Bán gì về quê thăm gia đình rồi. Ừ.
Mới qua đây bán rồi hả? Rồi. À, ngồi chỗ nào mát ta? Ngồi chỗ nào khoe? Ngồi lại đâu đó đi. Hả? Ngồi đâu cho nó mát nè? Mình có chỗ đồ mát đó. Nó thấy mờ luôn. Con thấy như cái đầu của khoe nó bị móp móp bên này phải không ta? Chỗ này bên này nó bị móp móp phải không các bạn? Bên này nó móp móp nè. Đầu bên này nó bị móp, bên này nó có ấy lên nó đầu nó bị móp này, méo. Cái đầu hả? À. Không, chỗ này nó bị ấy mà. Chỗ này giống nó móp á, nó đè ra hồi nhỏ ừ. Sao nó chỗ này nó móp hơn nè. Sao móp ha? Dạ, yeah, đây nè. Ha nó cũng gì đây biết à. Cũng nó cái nè. À, ai cắt tóc cho khoe đẹp quá vậy ta? Ai hả? À? Ai cắt tóc hả? À? Bình đủ hả Tân? Hả? Ai hết? Ai hết? Khỏe không bớt bác? Ai hết? Không được khỏe đâu. Nó không được khỏe. Bác khỏe không? Bác bệnh hoài bệnh tim mà. Nó mệt hoài. Ôi dùi, ai làm móng cho khoe chứ người ta? Dạ. Ôi dùi, bác bậy đó là lặng là thế thì là... Ai làm móng hả? Vô đi thấy mát mẻ là làm nhà con đóng lá phong lên thấy từng cái chị mát nè. Nhà vệ sinh sạch sẽ. Qua thằng Út nó dọn mà nó nói vậy hơn thấy không? Nó dọn như sạch để dũng vào nó tự. Ừ, mới dọn hôm qua. Dễ hả? Hai vợ chồng nó mới dọn. Sao tự nhiên nó nói vậy nha? Ai nói? Út nó dọn để dũng qua tới tự. Nó hai giờ nó dọn thì cháu. Dạ. Nó dọn mới dũng với bác dọn nó nữa. Dạ. Dọn nước thơm rồi bác nó dọn. À. Thằng sao nó nói chuyện hơn trời. Trời ơi, khoe nó đạp cho binh cái này luôn à quý vị. Trời ơi. Thôi đừng cho nằm giọng nữa, vậy nằm trên này cũng được rồi. Nằm trên này cũng được rồi. Mất mẹ đó. Dạ. 75.000 cái mà xé banh hết trơn luôn rồi. Giờ. Giờ làm mền đất á. Ừ. Mền cũng xé nữa. Đó, mền đồ á xé trơn rồi bắt nằm giọng luôn nha. Cái gì kỳ quá. Như ở đây cái này chưa giòn sao nó có sao? Có dính phân gì đó kìa. Dính gì chứ? Phân. Nó đi đài tiền nó cái chỗ đó cái đó kìa. Đây nè. Hả? À. Nó thưa cô ấy. Ô dọn dẹp khủng khiếp dữ mà. Dạ. Bỏ vô không được á. Dạ. Dạ. Dạ bị quỷ dữ. Dạ quỷ dữ lắm. Không ăn luôn mà, cá dọn ăn. Nó vậy là khoe đã tạm biệt cái lồng sắt này rồi. Như khoe bây giờ mình thấy là thần thái sắc mắt nó tốt ấy. Con thấy là khoe là bây giờ cái nét mặt với da dẻ nó hồng hào ra đó bác vậy à. Ha. Ha, con nương. Thấy đỡ đó. Da dẻ ngon lành nữa chứ mà giỡn đâu. Mặt không có thâm như ngày bữa nữa, hồi trước là hay bị thâm, giờ hết rồi. Hả? Ha. Kiếm cho con Dũng coi đẹp gái không? Ờ, nào kiếm à. Không uống thuốc. Ha. Rồi mua thuốc 500 ngàn tháng đó chứ. Không uống thuốc hả? Ừ, mà nó có uống ở đâu? Ừ. Nó uống chừng 10 bữa rồi, mai nó uống nữa. Dạ. 500 ngàn tháng mà Tiền Giang á, Dũng, bác có nó láo rồi. Dạ. Bết cái trà. Mà chịu không chịu uống. Không, mà cấp hổm uống. Tôi ngủ nước trà. Phải chịu. Để tôi uống nước trà nè. Ừ, đi, tôi uống trà. Đi. Nó hả Tân á. Đi tôi uống trà. Hả? Ê, tôi uống nước trà. Hả? Rồi, khoan ngồi đây xuống đây. Uống trà. Hả? Con vô 2-3 lần này. Bác hơn là nãy giờ đâu không thấy vậy? Dạ, con đi xe ngoài. Dạ. Vậy hả? Trời đất ơi. Em nó có bớt không? Một số khoe. Ôi, khe thấy. Mấy xuống đây ngồi đi uống nước trà với anh. Hả? Em thấy trong người sao? Vâng.
Con nghĩ cái gì trước mặt là em quen, hoàn cảnh cũng rất đặc biệt. Khoe nhớ ai không nè? Kỳ trước lấy bánh cho Khoe ăn đó, lấy bánh của ở ngoài Nghệ An vô cho Khoe ăn đó, Khoe nhớ không? Khoe nhớ không? Hôm nay Khoe còn nhớ không? Rồi ai mới hớt tóc hay gì nè? Ai hớt tóc cho Khoe nè? Khoe ơi! Nè! Đang suy nghĩ gì nè? Suy nghĩ nước Mỹ hả? Khoe suy nghĩ nước Mỹ hả em? Anh Vĩ ơi, em thấy là thần sắc của Khoe đợt này ổn á. Khác trước nhiều ha. Bác Bảy thấy không? Con nói Khoe bây giờ con thấy là nước da với Khoe với mọi cái của Khoe còn hơn trước nhiều á. Trắng trẻo ra chứ. Alo, bây giờ mình đang bệnh có gì gọi là sao? Bây giờ đang bệnh có gì gọi là ai hớt tóc cho Khoe mà hớt không có hết nè. Ai hớt tóc bên đây mà hớt không có hết nè. Còn bên đây nè. Ly có Khoe đâu? Đây hả? Nóng hay Khoe? Nóng nè, uống nè. Ủa sao cái môi mà sao nó bị ế vậy? Môi bị đập vô tường đó. Nhớ hả? Thì nó lâu Khoe chứ. Dạ. Kêu mẹ, kêu ba này kêu. Không. Nó ra không mà không nói gì mà nó nói gì á. Không kêu mình. Không kêu ai tên ra không. La nhưng mà la có cụ thể là cái nội dung la. Có hồi, bác sẽ ổn định luôn hoài đâu. Dạ. Hồi vậy, hồi khác. Dạ. Thì cũng biết vậy thôi chứ đâu có ngày 1, ngày 2 mà Khoe nó mới được. Từ từ vậy là ổn rồi. Này Khoe, đây ngồi, qua đây ngồi nói chuyện nè. Qua đây. Trời ơi, cười quá, ngồi lại. Đấy, hả? Ngồi đi, chuyện với anh đi. Trời ơi, giờ này sao Khoe khỏe không? Hả? Khoe khỏe không? Khỏe không? Nói nghe coi. Ơi, ơi, ai đó hả? Ai trong kia kìa? Ơi. Ai, Dân à? Không nói chuyện à? Hả? Giờ này khỏe không? Ăn cơm chưa? Hát bài nào chưa? Hả? Tặng cho cái nón nè. Lấy không? Không hả? Nóng không? Qua cái mát này. Nước mình lại ngọn nước. Dạ. Dạ không hả? Dạ không. Dạ không biết rồi đó. Dạ. À. Biết dạ không vậy là giỏi. À cái tóc đó bác Bảy. Trời ơi, con dâu nó có cái tông đơ đó rồi nó nhiều nó hết. À vậy hả? Rồi nó tắm là vậy đó. Dạ. Cái hồi mà nhỏ nữa cháu ơi, cái hồi mà đi học cùng mình nói đi chơi, quýnh là cái mồ luôn mà, có biết gì đâu. Vô cái giờ này dập cái giờ này giờ không có không có phong thủy rồi, không có tốt rồi, không có vui vẻ nói chuyện gì chứ. Giờ này giờ mệt buồn ngủ rồi. Hả? Này á, dễ chịu lắm, thấy một lần mà tới mà cứ làm gì trên đầu cho nó mấy là nó thích lắm, khé làm cho nó thư giãn. Kỳ đó chú Dũng biết không, ông có mụn ở đây là hai tuần lễ ông tích thuốc nó đây, phải hỏi bác sĩ đằng ngoài rồi ông toàn làm chích thuốc bổ không? Dạ,
thuốc bổ không hả? Thuốc bổ không hả? Không có thuốc gì mà nó trị bệnh nó đó. Dạ. Ông đâu có đo máu đâu gì đâu, cái là ngày nào ông cũng vẫn chết được, không có gì hả? Từ qua Trường Giang đó. Bổ. Giờ là phố đi Trường Giang đi vẫn có Dũng đó. Quá như lúc nó lên nó chút sốt rồi cái người nó mập lên. Cái này trắng trẻo nè, cái này khoe trắng trẻo nè, đẹp nè. Nó không uống nó chứ không phải nó không uống. Mà coi cái đó người ta nó thuốc bổ thuốc bổ không à? Không bị bệnh nha, nghe chưa? Nếu mà uống thì mình phải cho em uống, em đâu có ý thức đâu mà tự uống thuốc được. Bây giờ mình phải gia đình mình phải cái điều độ ngủ của khoe sao bắt uống mày uống ngủ hả? Uống rồi mày không uống. Theo em khuya là tôi dậy nha, tôi cũng dậy đêm dậy hai lần á, dậy tôi coi có làm sao. Thì có chỗ nó nằm đó thì nó cũng lên đó nó nằm đó, dậy có khi nó lại vẫn nằm, có khi nó cũng thức chứ không phải ngủ xuống. Nó ốm từ ngày mà Dũng nó lên ấy vậy rồi nó cho tiền á. Bà con nó cho tiền rồi á, còn có tiền mình ăn rồi uống rồi em nó được ngay mặt vậy. Dạ. Thì em ăn vậy? Uống sao ạ? Đâu có được vậy, nó ốm lắm luôn nha. Dạ, nhưng mà hiện tại thì bây giờ em ăn uống có được. Anh đánh xuống đây làm sao đi, đi bộ hả? Nè, đi xe ôm. Dạ, đi xe ôm vô với lại dạ. Có nhờ cô em ở đầu hẻm này. Chứ tay gà này có da có thịt thế nè. Khi này trắng trẻo ra nè. Trắng trẻo ngon lên nè. Massage đấy nha. Đi lạc đường hoài anh Dũng. Vậy hả? Quá lâu vậy. Kêu bám theo xe rồi. Bám thực nghiệm quá rồi. Lạc đâu lạc. Anh Dũng biết sao bám kịp không? Tại body anh Dũng nó nhẹ quá. Anh Vĩ nhẹ quá chả kịp. Cái này body đã rồi. Người ta đã nheo rồi còn nói nữa. May mắn nào đó. Cười. Lấy chục ông ạ. Đứng mời em đi uống nước nè. Giỏi dữ. Ngồi đấy. Đứng mời uống nước em. Ừ. Rồi. Cảm ơn khoe nha. Nước cũng nước. Cảm ơn khoe nha. Khoe thích đi một vòng chơi không anh Dũng với anh Vĩ đưa đi nè. Đi một vòng chơi nè. Đi cho nó thay đổi không khí nè. Ủa cái chân của em sao mà chảy máu vậy bác Bảy? Đạp vô nó cái dịch đó. Bay bên cái dịch nóng rồi. Hả? Làm không vậy. Mà nóng. Con thấy ngồi ở trong ngoài này mà còn nóng nè. Hay là do ở đây bên kia với Tôn? Trong kia mới quạt. Ngồi đây mà con nghe hầm nữa nè. Trời nắng nóng. Dạ. Mà vô trong phòng có khoe mát à. Chứ không đến rồi dạ. Mát hơn nhiều luôn á. Con thành chú có nước mặn lên tới không chú? Dạ có bác. Ừ. Khoe giờ đi chơi không? Đi ra bên tre chơi không? Đi nghe hát không? Hả? Giờ khoe đi nghe hát không nè? Hát rồi anh Vĩ bên Dũng chơi đi nè. Giờ khoe muốn đi đâu? Hả? Khoe muốn đi chơi không? Chơi không? Chở đi. Hả? Đi không? Dạ có. Dạ có. Đi không? Đi không? Đi chở đi. Hả? Đi không? Có không? Đi không già coi. Dạ không. Ồ dạ không. Sao vậy? Ở nhà thôi hả? Dạ không. Thích ở nhà hả? Dạ không. Ừ, dạ không. Dạ. Khoe tên gì? Dạ không. Dạ. Dạ không. Ừ. Dạ không. Ừ. Dạ không. Cha đâu? Dạ không. Ừ, biết rồi. Dạ không. Ừ. Dạ không. Ừ. Dạ không. Ừ. 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 Cha đâu? Cha đâu? Cha khoe đâu? Cha đâu chiến coi nè. Ai đây? Ai vậy? Ai? Đây ai nè? Không, anh kêu là đây ai nè? Sao dạ không? Có nói gì đâu? Dạ không? Thôi rồi. Mô Phật. Dạ không? Niệm Nam Mô đi. Dạ không? Gì vậy? Dạ không? Đừng. Dạ không? Cho nhìn em coi. Bây giờ mấy giờ rồi? Dạ không. 12 giờ, 12 giờ nó sáng rồi khoe. Dạ không. Em ngồi đây nè. Đây còn ghế đây đó. Em ngồi xuống đây nói chuyện với khoe coi thử. Biết đâu hôm nay thầy
mô Phật. Sư phụ. Khoe sư muội. Sư muội. Nè, hôm nay có thầy tới chơi nè, có thầy tới chơi đây nè. Có thầy chơi tới thăm khoe đây nè. Quen không? Quen không? Đừng đừng kéo té nha. Biết đó. Đừng trong người sao? Đừng đừng kéo té. Đừng kéo té ha. Rồi chút xíu dẫn khoe đi đi vòng vòng chơi nha. Đi mình mua bánh ha. Được không? Dạ không hả? Ui. Ui. Té hả? Té không? Sao té không? Ui, sao té không? Ui. Nó ở giờ. Ui. Điên luôn hả? Dạ không. Đi chơi, đi chơi, đi chơi, đi chơi. Đi chơi. Té, ra đâu. Làm gì đâu đâu. Nó được mà đừng nói được khó lắm á. Mấy khi mà nghe nói đâu. Có không nghe đó. Có hôm bữa nó nói còn già nè. Rồi nó đi chơi ha. Được một kỳ tích á. À, anh là Ngô Anh nè, xuống thăm em là giờ anh Ngô Anh dẫn em đi chơi được không? Đi đi mua đồ ha. Khoe. Thời tiết hôm nay được. Ok. Nóng hôm nay quá được. Đứng nghe không? Mới dỗ từng bước á, dỗ nó. Alo. Chưa chưa. Cái gì? Khoe ơi. Ở bên kia tao nó nhờ chạy Dũng mà ra. Anh đang gọi nghe không? Nghe không? Ở đây sao tụi nghiệp mẹ cha chết trơn rồi, quá người đứng tới đâu. Một thằng nhốt như cái chuồng á, tôi ngồi đầu ba chống nhốt. Ở sát bên đây nè, đây là đây để em mà cha mẹ chết. Bà già mới chết thở mà anh em bỏ không nghe mà cân trời. Khoe ơi. Cô chị hai sát bên đây để ra đây tới ràng rồi chứ kìa. Bà cậu tới kìa. Ai hứa tóc cho em vậy? Ừ, cái đây không có tâm hay. Ai hứa tóc cho em vậy chú hả? Con nhỏ, con. À em chiều ngồi cho hết. Hàng con tôi. Dạ hết có dế không chú? Có chiều em có chiều ngồi là... cũng khó hết rồi nó đẻ làm nãy mua cái thông đơ tay á. Dạ dạ. Thấy cũng đều á. Nóng quá. Nóng. Đây hầm thịt. Kìa. Ăn cơm chưa? Uống thuốc chưa? Em à anh nghe mẹ em nói xong chịu uống thuốc hả? Không chịu uống thuốc. Không chịu uống thuốc, không uống thuốc sao hết bệnh được? Cũng có một khi uống thì không. Dạ. Nhiều vậy bữa uống uống. Chiều là nó dụ rồi tôi cũng dụ hết sức dụ cho nó. Rồi có bữa là uống liền. Có bữa là không uống rồi bắt đầu gói cất lại. Thuốc không hết. Tức là tóm lại là khoe thì dạo này thì thường xuyên mặc đồ hơn so với ngày thường đó bác bạn. Thì nó mặc à. Mà nó dụ dụ nó mặc vậy nó cũng không mặc, nó không mặc. Dạ. Yeah. Vậy. Dụ giờ nhiên rồi nó về đó rồi nó tắm rửa rồi nọ rồi nó cũng nôm ra thì. Dạ. Thì cũng mặc. Dạ. Vậy rồi tự nó về rồi thì nó đậu nó cũng lộ. Dạ. Ừ, hả? Đâu đóng lưới chống không? Cái lưới bự. Lưới bự á. Lưới gì? Mình đóng lấy ngoài. Lưới chì hả? Ừ, lưới chì á. Ừ, cái mũi dữ đó. Dây chì bé được, còn lưới chì gì đó. Dạ. Dây chì 40-50 bé được á. 40 người đó để được á. À, bác Bảy ơi, thì nay con ghé thì ghé thăm khoe thì hai nữa là con có gửi tiền của cái chì đó, chì Anna Trương bên Mỹ á. Con gửi về cho khoe 1 triệu. À, cho khoe mua đồ ăn á. Ừ, dạ. Bác cảm ơn, nói cảm ơn ngoại dùm bác. Dạ, dạ. Dạ. Số tiền của chị Anna Trương, con gửi về cho khoe đó. Dạ, dạ. Dạ. Bác cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Về nha. Cô Nương. Thôi. Ghé để ra dội nữa, bác phải là nó ngồi dính. Ờ, để bác rửa cái. Thôi, khoe vô nè đi. Em về đi, đi chung. Mấy quạt mát. Vô trong cho mát, cái nguồn ngoài này nóng quá. Con này mát hay vô Dũng? Dạ. Con này vô đây mát quá trời mát luôn. Ôi sao chạy vô trong luôn hả? Ôi ơi.
Vô đi đái gì? Dắt vô nó chạy vô đi đái luôn. Hết hồn. Thì tối ai ngủ đây? Thì vô khi bác nằm đây. Dạ hả? Nằm đây giờ mát à? À nằm đây vui mà vô sẽ chỗ ma đó chứ. Hả? Chứ chính nó mới mất thì cũng ghê nữa. Ai? Anh nó bắt bãi mới đây nè. Ủa? Mới mà sát bên là mã mới mận chưa xong rồi mới xong rồi đó. Sạch em của em bắt bãi em thứ 9. Thứ 9 hả? Ủa vừa mà là cái đó là chú hả? Em. Em buộc bắt bãi người thứ 9. Con trai con gái? Tài mới chết người thứ 10 cũng đợt con đưa khoe đi khám bệnh á lên thầy chưa thấy nữa là lúc đó đi là có cô thứ 10 phải không? Cô thứ 10 mất. Chưa 3 4 tháng rồi tới thứ 9 mất. Tính ngày kia nó phải điện cho Dũng hỏi giờ theo mà qua bên ông cha mất gì con mới. Cha Tường. Cha Tường nó mà nhận bệnh không đó mà Dũng là không nhận. Ông dừng lại rồi đó. À là ông bị ung thư hả? Sợ nó đi bệnh đó. À em mất 7 ha. Ừ. Dạ. Rồi nói ông cha không nhận mình thì ổng không có bằng, không hợp lệ gì đó. À. Rồi thôi. Vậy hả? Vậy là ổng chôn ở chỗ nào đó? Mấy tên này nè. À, nhà kế bên đó luôn hả? Ừ. Dạ. Dạ. Xong 4 tháng rồi chắc hai đứa em á. À, bắt 7 4 tháng hai người, đứa em thứ 10, đứa em gái thứ 10. Em thứ 10, thằng thứ 9. Chứ 9 là như là ra Tết mới mất hả? Hay là mới đây, mới mất đây? Tết luôn. Trong Tết luôn. Nhỏ nhỏ con thứ 10 thì nó chết tháng 9. Thằng này tháng chạp. Dạ. Yeah. Ôi. Định nội trong vườn tháng giờ. Định nhặt không? Dạ. Yeah. Có 7 mà sợ ma hả? Thì sợ ma rồi à. Nằm đây thì phải sợ ma. Hai người nằm đây ngủ mát quá. Ừ thì mát rồi đó. Rồi cũng không ra đây nằm cho khỏi sợ. Ừ bác nằm đây nè. Nó chơi cho bác ơi nằm đây. Ê Khoe ơi. Khoe ơi về nghe. Mình chưa có nước sạch hả bác Bảy? Hả? Chưa có nước sạch hả? Vậy đang con bơm hả? Không có nước sạch hả? Có cho con bầu nước tỉnh đó. Không, ý nói là nước không tên á, nước cây á. À. Chưa hả? Chưa. Dạ, dạ, dạ. À, rồi. Thôi vậy anh chào bác Bảy, hai bác dạ, không gì? Ờ, rồi, mình khỏe nha. Ờ, dạ. Lại nha, dịp con gái anh chơi chơi. Dạ, cái gì đó. Dạ. Lâu lâu rồi bác Bảy điện hả thăm rồi chơi vậy đó. Dạ, dạ. Không có điện đó. Dạ, dạ. Đây, thì lâu lâu con điện hỏi thăm có gì thì điện cho con hay nghe. Dạ là có gì vui không mà có gì đâu vui. À, thì con nghe bác Bảy thì con tưởng có gì vui. Ừ. Con tưởng là khoe hôm nay là nó nấu cơm nấu nước rồi giặt áo quần nó có mừng quá trời tự vậy. Thế bác Bảy điện là con hỏi vậy đó. Dạ thưa bác Bảy về luôn. Đây con anh Tư hả? Ừ, con thứ Tư cho nội. À em ừ sao hôm nay không đi làm nữa hả? Đi công việc mới về. Vậy hả? Dạ. Không, ý nói là bữa nay không có đi làm ở ngoài Vũng Tàu nữa hả? Dạ không, chuyển về đây ở rồi. Chuyển về đây luôn? À. Khi nào lấy chồng? Không có chồng đâu.